đặc biệt lúc mà đi bị giật ngồi dậy và đứng dậy thì nó rất là yếu. Tập tạ, người tập tạ thiên nặng quá xong rồi nó trực cuộc sống rồi nó chèn ép vô cái thần kinh đó, biết rồi, nói biết rồi. Thì lúc đó thì nguy hiểm quá rồi mấy bác sĩ phải mổ. Có mổ ở giữa rồi. Lời cũng bài này mà mai phục cho bằng được mà. Em là đã ở đây mà. Chừng đã cả ngày luôn ở trong cái khớp án rồi cứ còn là không phải chỉ cuộc sống thôi. Giống như nghe em gì đó tiếng tiếng đó hoại tử khớp án đấy, dấu hiệu của nó bắt đầu. Nhưng mà em trước em chườm đá khớp án chưa? Dạ có, dạ có nhẹ hơn dạ nhẹ. Từ hôm trước đến đây còn đi không được. Dạ bữa nay đã bỏ gậy rồi. Có tiến bộ nhiều lắm rồi. Cái viêm là chườm lâu lắm á. Mới viêm qua đây. Thế là em nghĩ tại vì năm nay em ngồi thiền nhiều quá tại cho nên nó bị bế tắc nhiều hơn. Ngồi thiền á? Dạ. Giờ đi ngồi thiền á? Dạ. Bỏ 8 tháng. Tại vì cái ngồi thiền của em nó không đúng. Khi mà em bị cái chân á, em chèn á, cái trận cái động mạch của em á, ngay cái tháng đó là mình tưởng là mình ngồi thiền để thành Phật cái nhà. Không thành nổi rồi, thành Phật rồi, không thành Phật mà thành Phật. Được rồi, chịu nói không? Dạ chịu. Thì cái chứng này nó hiện ra sau khi mà em tu tương đối 3 tháng á, về thì nó phát hiện nó ổn này có tập cho nó nhịn ăn rồi hốt không khí đó. Có gì đó không? Thì có đầy đủ hết rồi. Hốt không khí không? Có. Nhịn ăn nhịn sao nói vậy là. Thì sau khi 8 giờ em không ăn nữa chỉ uống nước lọc thôi. Rồi 12 giờ nó ăn rồi. Được đúng rồi. Rồi hốt không khí hết rồi sao? Quá tốt. Ok. Rồi, nhanh hơn nữa. Quá đẹp. Tốt lắm rồi. Rồi, tiếp nữa. Mình lên. Ok. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, thấy sao rồi? Bản thân em tự đánh giá, mọi người tự đánh giá. Dạ. Sao rồi? Cảm giác rất là nhẹ thôi. Không, tuy nhiên cái lúc mà mình chỉnh nó rất là đau. Đau đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ngay cái sự mà nó thông nó rất là nhẹ. Dạ. Nhưng mà giờ em, tôi nghĩ em bây giờ em thực hiện đúng dùm cho tôi. Dạ. Nhịn ăn, hút không khí, chườm đá liên tục cả ngày nha. Yeah. Tại vì bị viêm khớp án rồi. Yeah. Và hàng tuần tôi sẽ chỉnh cho em, mỗi tuần chỉnh một lần. Yeah. Rồi tôi sẽ làm cho em
bây giờ tới Tết. Hứa làm cho em tới Tết. Bây giờ em phải chờ đi hết cái cố bán em đi được Bình Thường. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.